Hồ Quý Ly, nhân vật gây tranh cãi bậc nhất lịch sử phong kiến Việt Nam. Trong lịch sử, ở mỗi một giai đoạn chuyển tiếp triều đại, vương triều kế thừa luôn thực hiện những cải cách nhằm sửa đổi những thiếu sót của cựu triều, đưa đất nước tiến vào một thời kỳ lịch sử mới. Nhà Hồ với vị hoàng đế đầu tiên là Hồ Quý Ly cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, vì cải cách quá dồn dập, nhiều ý tưởng lại vượt thời đại quá xa nên vô tình, Hồ Quý Ly đã đẩy Đại Việt vào thế hỗn loạn. Để rồi, nhà Minh đã chớp thời cơ xâm lược, khiến nước ta chìm vào hơn 20 năm Minh thuộc đầy bi kịch. Hoàng thân nhà Trần. Hồ Quý Ly trước có tên là Lê Quý Ly, biểu tự Lý Nguyên. Ông sinh năm Bính Tý 1336, quê ở Đại Lại, Vĩnh Lộc, nay là xã Hà Đông, huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Tổ tiên Hồ Quý Ly là Hồ Hưng Dật, vốn là người Chiết Giang bên Trung Quốc, thời Hậu Hán, từ năm 947 đến năm 950, sang sinh sống ở Châu Diễn, tức vùng Diễn Châu, Nghệ An. Đến thời loạn 12 sứ quân, họ Hồ dời vào Hương Bào Đột, nay là xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An và trở thành một trại chủ. Đời cháu thứ 12 của Hồ Hưng Dật là Hồ Liêm, dời đến ở Hương Đại Lại, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Hồ Liêm làm con nuôi của tuyên úy Lê Huấn rồi lấy họ Lê làm họ của mình. Lê Quý Ly là cháu bốn đời của Lê Huấn. Theo Minh Thực Lục, ông vốn là con của một cựu võ quan tên Lê Quốc Mạo hoặc Lê Quốc Kỳ. Hồ Quý Ly thuở nhỏ theo học võ Nguyễn Sư Tề, sau đỗ thi hương rồi đỗ khoa hoành từ. Hai người cô của Hồ Quý Ly đều làm cung nhân của Trần Minh Tông. Một bà là Minh Từ Hoàng Thái Phi, sinh ra Trần Nghệ Tông. Một bà là Đôn Từ Hoàng Thái Phi, sinh ra Trần Duệ Tông. Do đó, Trần Nghệ Tông sau này lên ngôi rất tín nhiệm Quý Ly. Về chuyện ông lấy Huy Ninh công chúa, được vào trong hàng ngũ tôn thất, dân gian có truyền lại truyền thuyết như sau. Khi còn hằng vi, một lần gặp bão to, thuyền của cha con Quý Ly phải ghé vào khu bờ biển. Khi thủy triều rút, Quý Ly thấy trên bãi cát có ai đó vạch lên câu thơ Quảng Hằng Cung Lý Nhất Chi Mai. Vốn là người trọng chữ, lại thấy câu thơ hay, Quý Ly đã đọc, nhẩm và thuộc lòng ngay câu thơ đó. Sau này, Quý Ly làm quan dưới triều Trần Nghệ Tông. Trong một chuyến du ngoạn, trời nắng như thiêu đốt, xa giá của vua phải ghé tránh nắng ở điện Thanh Thử. Trước cửa điện có rặng cây quế bạc ngàn, để thử tài ứng tác của các quan, vua ra vế đối. Thanh Thử điện tiền thiên thụ quế. Trong lúc các quan hết sức lúng túng vì chưa biết phải đối lại thế nào, Quý Ly nhớ lại câu thơ trên bãi cát ở cửa biển năm xưa, bèn đọc to, Quảng Hằng Cung Lý Nhất Chi Mai. Cả hai câu ghép lại thành hai vế đối nhau rất chỉnh, có nghĩa là Thanh Thử điện kia ngàn gốc quế, Quảng Hằng cung nọ một nhành mai. Các quan viên đại thần đều bái phục tài của Quý Ly, riêng Trần Nghệ Tông vô cùng kinh ngạc bởi nhà vua có một cô công chúa tên là Nhất Chi Mai và cũng đã cho xây một cung điện đặt tên là Quảng Hằng cho công chúa ở. Khi nghe Quý Ly tâu lại câu chuyện năm xưa, Trần Nghệ Tông cho đây là mối lương duyên, bèn gả công chúa Nhất Chi Mai cho ông. Vị ngoại thích đầy tham vọng. Như đã nói, Quý Ly được vua Nghệ Tông hết sức tín nhiệm. Năm 1371, ông được làm khu mật viện đại sứ và được vua gả công chúa Huy Ninh, tức Nhất Chi Mai. Thời bây giờ, nước Champa do chế Bồng Nga làm vua đang thịnh, thường đem binh đánh Đại Việt. Năm 1371, quân Chiêm đánh vào tận Kinh Đô, vua phải lánh sang Đông Ngàn. Tháng 8 năm 1371, Nghệ Tông sai Quý Ly tới Nghệ An để chiêu tập dân chúng, vỗ về biên giới. Đến tháng 9, gia phong ông làm Trung Tuyên Quốc Thượng Hầu. Tháng 11 năm 1372, Trần Nghệ Tông lui về làm Thái Thượng Hoàng, nhường ngôi cho em là Trần Kính, tức Trần Duệ Tông. Trần Duệ Tông là con của Đôn Từ Thái Phi, cũng là cô của Lê Quý Ly. Trần Duệ Tông phong Quý Ly làm tham mưu quân sự. Năm 1376, chế Bồng Nga lại mang quân xâm lấn. Duệ Tông thân chinh cầm 12 vạn quân đi đánh, kết cục tử trận. Năm 1377, Thái Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông lập con trưởng của Duệ Tông là Kiến Đức Đại Vương Trần Hiện lên làm vua, tức Trần Phế Đế. Theo nhận xét của sử quan Ngô Sĩ Liên, vua mới ô mê, nhu nhược, không làm nổi việc gì, uy quyền càng về tay kẻ dưới, xã tắc lung lay. Sau khi đánh bại Trần Duệ Tông, chế Bồng Nga biết binh lực nhà Trần suy nhược nên liên tục phát thủy binh bắc tiến. Chỉ trong vòng 2 năm, từ 1377-1378, quân Champa tiến công 2 lần bằng đường biển, 2 lần đều vào được thành Thăng Long. Đầu năm 1380, vua Champa phát quân đánh vào Thanh Hóa, Nghệ An. Tháng 3 năm đó, Lê Quý Ly được lệnh thống lĩnh quân thủy, Đỗ Tử Bình chỉ huy quân bộ đi vào Thanh Hóa để chống giữ. Quý Ly đem quân đến sông Ngu, nay là sông Lạch Trường ở huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, ra lệnh cho binh sĩ đóng cọc gỗ ở giữa lòng sông.
Tháng 5 cùng năm, Quý Ly dẫn quân chặn quân Chăm, chế Bồng Nga chống cự không được, phải rút chạy về Nam. Kể từ đó, Đỗ Tử Bình cáo ốm, không giữ binh quyền nữa. Quý Ly giữ chức Nguyên Nhung Hành, Hải Tây Đô thống chế. Năm 1382, ông một lần nữa cùng tướng Nguyễn Đa Phương tiến quân ra Thanh Hóa đánh bại quân Chăm. Cùng với sự trỗi dậy của Chăm Ba, nhà Minh mới lập cũng liên tục ra vẻ thiên triều, bắt nhà Trần phải cống nạp. Lúc bấy giờ, quan lại tỏ ra bất bình, lui về ở ẩn ngày càng đông, khiến quyền hành Quý Ly ngày càng lớn. Năm 1387, ông được thăng làm Đồng Bình Chương Sự. Thượng Hoàng ban cho một thanh gươm, một lá cờ đầy tám chữ, văn võ toàn tài, quân thần đồng đức. Lên ngôi bất chấp thủ đoạn. Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông tuy nắm giữ đại quyền, nhưng việc gì cũng do Quý Ly quyết định. Quý Ly tìm cách phát triển thế lực riêng, nhưng Nghệ Tông vẫn không hề nghi ngại. Hoàng đế thấy Thượng Hoàng quá tin dùng Quý Ly, mới bàn việc trừ khử với Thái úy Trang Định Vương Trần Ngạc là con trưởng của Thượng Hoàng. Không ngờ rằng người hầu Vũ Như Mai biết được chuyện, liền báo cho Quý Ly biết. Nguyễn Đa Phương khuyên Quý Ly nên tránh ra núi Đại Lại ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa ngày nay để chờ đợi biến động. Thế nhưng một cận thần của Quý Ly là Phạm Cự Luận đã lập mưu cho Quý Ly lừa Thượng Hoàng. Trước đó, Thượng Hoàng trong lòng vẫn còn giận về việc vua giáng tội chết với quan phục đại vương Trần Húc. Vua vì thế cũng không hài lòng. Phạm Cự Luận gợi ý để Quý Ly tâu rằng, chưa có ai bán con để nuôi cháu, chỉ thấy bán cháu để nuôi con. Quả nhiên, Thái Thượng Hoàng nghe theo, phế truất vua, sau đó ra lệnh cho Thắt Cổ chết. Theo Minh Thực Lục, vào khoảng cuối tháng 12 năm 1388, Quý Ly giết vua Trần Phế Đế rồi chôn ở phường Đại Dương, ngoại thành Thăng Long, sau đó lập Trần Nhật Hỗn, con trai Trần Nghệ Tông lên làm vua, tức Trần Thuận Tông. Tháng 10 năm 1389, chế Bồng Nga lại đánh lên Thanh Hóa, tiến vào Hương Cổ Vô. Việt Nam sử lược ghi rằng, bây giờ trong triều thì Lê Quý Ly chuyên quyền, chọn những chân tay cai quản các đội quân để làm vây cánh. Ngoài các trấn thì giặc giả nổi lên nhiều lắm. Lúc đó quân Việt và quân Chim cầm cự nhau ở sông Hoàng Giang, khúc sông Hồng ở Hà Nam. Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông sai Trần Khắc Chân đi chống quân Chim. Đến năm 1390, chế Bồng Nga bị Trần Khắc Chân cho quân dùng súng bắn chết. Năm 1391, Lê Quý Ly đi tuần Hóa Châu xét duyệt quân Ngũ, sai tướng coi quân Thánh Dực Hoàng Phụng Thế đánh quân Chim. Quân Chim mai phục, quân Thánh Dực tan vỡ, Phụng Thế đầu hàng. Khi quân chạy về, Quý Ly sai chém 30 viên đội phó. Tiếp đó, ông tiến hành trừ diệt những người có ý muốn diệt mình như Trần Ngạc, Trần Nhật Chương, Bùi Mộng Hoa, Đoàn Xuân Lôi, Trần Khắc Chân, Phạm Khả Vĩnh, tổng cộng gần 400 người. Tháng 12 năm 1394, Thượng Hoàng Nghệ Tông băng hà. Năm sau, Lê Quý Ly lên làm nhập nội phụ chính Thái Sư, Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự, tuyên trung vệ quốc đại vương, đeo lân phù vàng. Đến năm 1397, Quý Ly sai viên quan Đỗ Tỉnh đi xem đất và đo đạc Động An Tôn, phủ Thanh Hóa. Tháng 11, ông bức vua Thuận Tông dời kinh đô về đây, ép vua nhường ngôi cho Thái Tử An, tức Trần Thiếu Đế, còn mình tự xưng Khâm Đức Hưng Liệt Đại Vương. Đến năm 1399, lại sai Phạm Khả Vĩnh giết vua Thuận Tông. Tháng 6 năm 1399, Quý Ly tự xưng làm quốc tổ Chương Hoàng, vào ở cung Nhân Thọ, điềm nhiên mặc áo vàng, ra vào hoàng cung theo lệ như hoàng đế, dùng 12 cái lọng vàng. Con thứ Hán Thương xưng là Nhiếp Thái Phó, ở bên hữu điện Hoàng Nguyên, con cả Nguyên Trừng làm tư đồ, bản văn thì đề là Phụng Nhiếp Chính quốc tổ Chương Hoàng, chỉ xưng là Dư mà chưa dám xưng là Trẫm. Tháng 2 năm 1400, Quý Ly lúc ấy đã 64 tuổi, bức vua Trần nhường ngôi, buộc các quan và tôn thất ba lần dâng biểu khuyên lên ngôi, rồi tự lập làm vua, đặt niên hiệu Thánh Nguyên, quốc hiệu Đại Ngu, đổi thành họ Hồ. Trần Thiếu Đế bị phế làm Bảo Ninh Đại Vương và bị giam lỏng. Tư tưởng cải cách vượt thời đại. Ngay từ khi còn phục vụ nhà Trần, Hồ Quý Ly đã manh nha nhiều ý tưởng cải cách. Nhưng chỉ tới khi lên ngôi, ông mới thi hành triệt để. Những cải cách của ông có thể nói là vô cùng sâu rộng và toàn diện. Đầu tiên, việc đặt tên nước là Đại Ngu bắt nguồn từ truyền thuyết cho rằng Hộ Hồ là con cháu Ngu Thuấn, một vị vua của Trung Hoa cổ đại, nổi tiếng vì đã đem lại sự bình yên và thịnh vượng cho dân chúng. Chữ Ngu có nghĩa là sự yên vui, hòa bình. Đại Ngu thể hiện ước vọng của nhà Hồ về một giang sơn bình yên và rộng lớn. Tuy nhiên, do đa phần nhân dân ta không hiểu chữ nghĩa, nên cái tên này bị hầu hết nhân dân cự tuyệt. Về chính trị, ông thay thế dần các quan võ cao cấp do quý tộc tôn thất nhà Trần nắm giữ bằng những người không phải họ Trần nhưng có tài năng và thân cận với mình. Quy định lộ coi phủ, phủ coi châu, châu coi huyện. Đặt lệ cử các quan triều đình về thăm các lộ,
thăm hỏi đời sống nhân dân và tìm hiểu tình hình làm việc của quan lại địa phương để thăng hay giáng chức. Về kinh tế tài chính, nhằm thu thập kim loại về đúc vũ khí, Hồ Quý Ly cho phát hành tiền giấy thay thế tiền đồng, ban hành chính sách hạn điền, quy định lại biểu thuế đinh, thuế ruộng. Năm 1396, Hồ Quý Ly cho ban hành tiền giấy gọi là thông bảo hội sao, gồm 7 loại: 10 đồng, 30 đồng, 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền, 5 tiền và 1 quan, cấm dùng tiền bằng đồng. Ai có tiền bằng đồng phải đem đổi cho nhà nước để lấy tiền giấy. Năm 1397, ông ban hành chính sách hạn điền, quy định đại vương và trưởng công chúa không bị hạn chế số ruộng đất tư, số còn lại không được sở hữu quá 10 mẫu, số ruộng thừa phải sung công. Năm 1402, nhà Hồ định lại biểu thuế đinh, chỉ đánh vào người có ruộng, người không có ruộng, trẻ con mồ côi, đàn bà quá không phải nộp. Thuế ruộng đánh theo phép lũy tiến, có nhiều ruộng đóng nhiều, không có ruộng không phải đóng. Về xã hội, Hồ Quý Ly ban hành chính sách hạn chế số nô tỳ được nuôi của các vương hầu, quý tộc, quan lại. Năm 1401, nhà Hồ quy định chiếu theo phàm cấp, các quan lại quý tộc chỉ được nuôi một số gia nô nhất định, số thừa ra sung công. Mỗi gia nô thừa ra được nhà nước đền bù 5 quan tiền. Những năm có nạn đói, nhà Hồ lệnh cho các quan địa phương đi khám xét, bắt nhà giàu thừa thóc phải bán cho dân đói và tổ chức nơi chữa bệnh cho dân. Về văn hóa giáo dục, nhận thấy thế lực của giới tăng lữ đang quá lớn, Hồ Quý Ly bắt các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục, cho dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm để dạy cho vua Trần và phi tần cung nữ. Ông cũng sửa đổi cả chế độ thi cử học tập. Năm 1397, Hồ Quý Ly đề nghị đặt chức học quan ở các lộ và cấp ruộng công cho các địa phương để sử dụng vào việc học. Về quân sự, để đề phòng giặc ngoại xâm, Hồ Quý Ly đã thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng. Ông làm lại sổ đinh để tăng quân số, tích cực sản xuất vũ khí, chế tạo ra một loại súng mới là súng thần cơ và làm ra một loại thuyền chiến gọi là lâu thuyền. Những nơi hiểm yếu đều có bố trí phòng thủ, cho xây dựng lại một số thành kiên cố như thành Tây Đô ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, thành Đa Bang ở Ba Vì, Hà Nội. Những cải cách của Hồ Quý Ly tuy tiến bộ nhưng lại đem đến nhiều đòn chí mạng cho một đất nước vốn đang hỗn loạn. Việc ban hành tiền giấy trong khi người đương thời còn chưa hiểu biết gì về quy tắc, lạm phát khiến nền kinh tế Đại Việt hỗn loạn. Một số chính sách chưa phù hợp với tình hình thực tế cũng chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết trong cuộc sống của đông đảo nhân dân. Kết quả, ông mất lòng tin của nhân dân tới mức mới chỉ lên ngôi chưa được một năm đã phải nhường ngôi cho con thứ là Hồ Hán Thương, còn bản thân về làm Thái Thượng Hoàng. Mất nước vào tay nhà Minh. Hồ Quý Ly chiếm ngôi nhà Trần từ năm 1400. Trước và sau khi lên ngôi, ông đã cố gắng đưa ra những sách lược nhằm đối phó với nhà Minh, cuộc chiến mà ông biết nó sẽ xảy ra. 10 tháng sau khi lên ngôi, Quý Ly phát động cuộc chiến với Chiêm Thành nhằm tránh thế phải đối đầu với kẻ địch ở hai mặt. Quân Chiêm thua trận, phải cắt đất của hai châu Đại Chiêm và Cổ Lũy cho Đại Ngu. Đầu năm 1406, nhà Minh sai Hàn Quang và Hoàng Trung đem 10 vạn quân Quảng Tây xâm lược Đại Ngu, mượn cớ đưa Trần Thiên Bình về nước. Lần này, tại hai trận ở ải Lãnh Kinh và Chi Lăng, quân Đại Ngu thắng lớn, quân Minh bèn giao nộp Trần Thiên Bình, dâng thư hàng xin được tha. Tháng 9 năm 1406, lấy cớ phù Trần diệt Hồ, nhà Minh lại sai Trương Phụ, Mộc Thạnh mang 80 vạn quân sang đánh Đại Ngu lần nữa. Nhà Hồ đã từ bỏ phần lớn khu vực Đông Kinh, Thăng Long và phòng thủ ở bờ nam sông Hồng. Trương Phụ viết bản văn kể tội họ Hồ cho thả trôi theo dòng nước. Nhiều người đọc được, chán nản vì chính sự quái đản của họ Hồ nên không còn bụng dạ chiến đấu nữa. Theo Minh Sử, gia đình Mạc Thúy, Mạc Viễn, Trần Huân đã dẫn theo 10.000 người ở Đông Kinh phản lại họ Hồ, người Kinh Lộ phần nhiều theo quân Minh. Cuối năm Bính Tuất, ngày 20 tháng 1 năm 1407, thành Đa Bang thất thủ, tuyến phòng ngự của Đại Ngu cũng tan vỡ nhanh chóng. Từ Đa Bang, ngày 22 tháng 1 năm 1407, quân Minh tràn xuống chiếm cố đô Thăng Long. Quân Đại Ngu lại một lần nữa rút lui xuống miền hạ lưu sông Hồng. Và sau một vài trận phản công thất bại, Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương đem theo các thuộc hạ chạy ra biển rồi vào Thanh Hóa, sau đó là Nghệ An rồi Hà Tĩnh. Tháng 6 năm Đinh Hợi 1407, cha con Hồ Quý Ly đều bị bắt. Cuộc đời của Hồ Quý Ly và gia thuộc từ đó về sau không ai rõ. Có thuyết nói ông bị nhà Minh sát hại khi sang Yên Kinh, Bắc Kinh. Có thuyết lại nói ông bị đày làm lính ở Quảng Tây và mất sau đó vài năm. Theo Minh Thực Lục, vì Hồ Nguyên Trần, con của Hồ Quý Ly có tài quân sự nên họ Hồ được tha tội. Cho đến tận ngày nay, Hồ Quý Ly vẫn là một trong những nhân vật lịch sử gây nhiều tranh cãi nhất
Có lẽ nếu sinh ra đúng thời, ông sẽ trở thành một vĩ nhân nhờ đầu óc cải cách vượt thời đại. Nhưng trước việc khiến đất nước rơi vào hỗn loạn, cuối cùng rơi vào tay nhà Minh, giới sử gia xưa cứ thế thêm việc cướp ngôi nhà Trần để quy kết ông như một tội đồ. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!